Rồi, chào hello tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh của mình. Thì hôm nay bắt đầu video thì trước hết là mình sẽ nhắc lại qua một số vấn đề mà được các bạn comment ở trên video trước. Thì tập trung vào đây là về mạch vận năng các bạn ạ. Đối với nông dân thì làm thế nào để kiếm mạch vận năng trong thời điểm nếu các bạn chỉ dành ít thời gian cho game, không lấy được full từ các tính năng. Thì giới thiệu qua cho các bạn thì mạch vận năng đến từ hai nguồn, một là phần thưởng trực tiếp từ các hoạt động event, hai là gián tiếp thông qua cái thương mạch vận năng này. Thì đối với các bạn nào mới chơi ấy, thì các bạn nên tích cho mình một số lượng mạch vận năng nhất định ở trên khoảng 100 dương, ví dụ như này 100 dương mạch vận năng. Thì công thức mở mạch vận năng hàng ngày, các bạn đừng mở nhiều quá nhé. Nếu các bạn mở trên 20 dương hình như nó bắt đầu tỷ lệ nó bắt đầu giảm xuống rồi. Các bạn cứ tuân thủ đúng công thức cho mình là mở lấy cái số lượng dương này chia cho 30, có nghĩa là ngày nào các bạn mở được, kể cả bạn không làm gì, để tăng cái lượng số dương này hàng ngày thì các bạn vẫn còn mạch vận năng để mở. Thì cứ lấy từng đường lấy mạch vận năng chia 30, thì ví dụ như ác này thì là sẽ mở được khoảng 4 mạch vận năng một ngày, thì sẽ mở hẳn là 5 nhé hoặc 7 nhé. Cứ lóc thì bạn mở đều đặn tỷ lệ, nó lại thêm một tỷ lệ, thì mỗi ngày một tỷ lệ, số lượng nó sẽ khác nhau, nó sẽ thay đổi không cố định đâu các bạn ạ. Khi mà các bạn mở 5 dương thì các bạn xác định là mạch vận năng được 3 mạch vận năng một ngày thì là hợp lý rồi, còn 7 dương thì sẽ là 4 đến 5, 10 dương thì sẽ là 7. Thế cái mực mạch vận năng này cũng ảnh hưởng từ cái việc cả cái việc các bạn kiếm cái dương như này như thế nào. Rồi bắt xích, ví dụ như cái dương 100, cái áp mà bạn chỉ có 100 dương mạch vận năng như thế này thì bạn cứ mở cho mình 5 mảnh, để tính là 3 mảnh vạn năng nhé. Các nguồn thu mảnh vạn năng, cái nguồn thứ hai rất là đơn giản là cái nguồn đây, tranh đoạt năng năng lượng. Thì đối với các bạn server mới, mình khuyến cáo là các bạn nên đổi đều mảnh vạn năng hơn là đổi đều phím nhé. Tại vì các bạn không cướp, nếu đối với các bạn nạp thì cái lượng cướp để đều nó năng lượng hơn, còn những bạn không nạp thì sẽ ít hơn, gần như nó chỉ đủ đổi một hai phí một tuần, và còn lại bạn nên đổi mảnh vận năng nhé. Vàng đối với các bạn không chơi uy thì cũng không cần, cứ đổi thuần mảnh vận năng cho mình một ngày nữa, thế là thêm một mảnh ở đây, 24 giờ reset là bạn được 4 mảnh vận năng đối với một áp bình thường một ngày. Mảnh vận năng thứ tư rồi, giới thiệu tiếp cho bạn mảnh vận năng thứ năm. Mảnh vận năng thứ năm sáu thì ở trong cái thao này, trong cái thao này thì ở trong cái việc chế độ là chế độ farm này. Chế độ farm này nó chia ra làm hai loại. Nếu cái tính năng farm này bạn nào chưa biết hẳn thì mình sẽ giới thiệu sâu thêm, nhưng mình cứ nói qua đi đã. Rồi. Cái mảnh vận năng này cũng có thời gian reset là 24 giờ. Đối với những cái bạn nào mà có nhiều thời gian trồng cây hơn thì các bạn có thể đổi được cả hai cái dương mảnh vận năng từ trồng cây này một ngày. Để hồi phục lượng dương mảnh vận năng của bạn, bạn mở 5 dương bạn cũng phải hồi phục được 2 dương chứ, đúng không? Đấy là nếu bạn chăm chỉ trồng cây, còn nếu bạn không có thời gian trồng cây thì bạn cố gắng trồng cho mình cho mỗi lần login thôi, một ngày một đến hai lần thì các bạn trồng cho mình 5 phút để trồng cái hạt giống này. Nick này mình cũng tích nhiều rồi, mình cũng không cần hạt giống để chế đâu, nhưng mà đối với các bạn mới chơi thì cần cần tiết kiệm để chế. Để chế mảnh vận năng, chế nguyên liệu đổi mảnh vận năng. Cái mảnh thứ nhất này là các bạn đổi bằng nguyên liệu trồng cây, cái mảnh thứ hai này đổi bằng nguyên liệu câu cá. Còn thời gian kế tiếp tối thì các bạn phải lắp vào cái dòng trại này một ngày 4 lần cho mình, cách nhau một tiếng, không lắp gần quá 1 đến 2 tiếng, xem vừa mới chắc phải 2 tiếng đấy vì cái cấp đẳng cấp nó thấp, thế nên cái chế nó rất là chậm. Cái này mở ở cấp 74 nhé, khi các bạn mắc cấp 74 các bạn trồng, bạn bắt buộc phải trồng mắc nông trại để có nhiều mảnh vận năng, chứ bạn bỏ tính năng này là các bạn sẽ thất thọt mảnh vận năng so với những app khác. Một tháng mỗi ngày 2 mảnh vận năng, một tháng các bạn thọt 60 mảnh vận năng, các bạn bạn thiếu thì không thể thiếu nhiều như thế được. Những cái này các bạn không cần unlock cũng được, nhưng mà đây là mình tự nick mình cũng thừa thừa kim cương và mình không gian chế nhiều, mình unlock để nó được nhiều nguyên liệu hơn ấy. Tiết kiệm thời gian mình phải vào bấm nhiều để lúc nào mình cũng đủ vào để mình đổi mạnh mạnh thẳng mạnh vận năng thôi. Thời mình chơi nhiều ác, những cái ác này mình sẽ mở full nhé. Vì cách chế thì mình sẽ có cụ thể hơn, nhưng mà đại loại là đây, chế nuôi cá là từ bốn cái này,
Nguyên liệu thứ nhất thì là ở ao cá, câu cá vàng. Nguyên liệu thứ hai là cái trồng này cũng từ trồng cây nhé, trồng cây tiêu thì sẽ ra cái này. Cái trồng nó rất là nhanh các bạn, nếu mà đã làm quen rồi thì mỗi ngày bọn bạn chỉ dành 5-10 phút thôi. Đúng cái tỷ lệ của nó là một ngày hồi được 6 hạt giống, có nghĩa là bạn trồng mất 5 phút thôi là sẽ không bị full. Nhưng mà chắc là đúng tỷ lệ thì khó vì thời gian mình chơi lệch, thì các bạn cố gắng mỗi lần vào bạn trồng cho mình 3 lần tất cả các loại cây nhé. Là 9 hạt giống đấy, 9 đến 10 hạt giống đấy. Rồi, quay trở lại sang cái chỗ câu cá. Cái chỗ câu cá này, tại này mình còn chưa trồng cái kia nên đang thiếu nguyên liệu nhé. Mặc dù là mình có mở hết rồi nhưng vẫn thiếu. Chỗ câu cá thì các bạn phải chú ý này. Nâng cái này lên level 6 hay level 7, không cần level 8 nữa. Các bạn sẽ mở được cái chế lưới này. Cái lưới đỏ, à cái dây này, từ cái dây 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 này, dây này thì sẽ từ nguyên liệu cấp 3 của các bạn ở trong cái xưởng nhà gỗ đây. Xưởng nhà gỗ cấp 3 đây. Các bạn cứ tích cho mình cái nguyên liệu cấp 3 này, nếu mà các bạn không 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 nâng ở trong cái uy ở đây. Đổi sang nguyên liệu cấp 3, cái này thì nên khuyến cáo nên level 7 thôi nhé, không cần level 8 đâu, level 8 thì thừa một thợ rồi, thừa để tốn nguyên liệu các bạn này. Đối với cả trăm cây thì càng quan trọng hơn. Bạn không ném cái nguyên liệu này vào cái nhà máy hình như là cấp 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 mắc cấp heo hội trường chính ý. Bạn đừng có bỏ cái này với cái này thì sẽ tăng vàng hàng ngày, hàng ngày cho bạn. Thì các bạn phải đều đủ cái lượng dây câu cá đã rồi hẵng để bằng cái này. Câu cá thì bạn sau khi bạn mở ao nâng cấp, mở ao câu thứ 5 bạn nâng mắc level cho mình nhé. Tại vì nhiều app ấy bị mở mỗi lần câu rồi. Mỗi lần câu tỷ lệ chuẩn của nó là khoảng 4 nguyên liệu này. 4 nguyên liệu các loại cá này. Còn một số app đen nó chỉ được 2 3 nguyên liệu. Cái này mình chưa rõ là VIP hay là do cái gì. Nhưng đại loại là vẫn bị để có app đen và app đỏ. Câu cá là một 4 nguyên liệu thì bạn một tuần bạn chỉ cần câu 25 lưới này. 25 lưới vàng và 5 lưới xanh ở bên này là đủ nguyên liệu để bạn chế đồ. Không cần phải câu full lưới vàng nhé, lưới vàng sau này sẽ bị thừa như mình đấy. Cái tỷ lệ chuẩn là 25 lưới mà. Lưới vàng và 5 lưới xanh. Rồi, đã đến mảnh bản năng thứ 6. Mình giới thiệu thêm cho một số tính năng để các bạn có thêm mảnh bản năng. Mini game. Trong cái mini game này thì nó là không có phần thưởng, nó không có, nhưng một số mini game khác các bạn chơi tốt thì cứ cách một ngày hay là cách các bạn 3 ngày đi, mình tính bình quân 3 ngày thì các bạn sẽ có thêm một mảnh vạn năng nữa. Athena là có hai mảnh vạn năng cơ, cứ cách nhau tuần hoàn thôi các bạn có rất nhiều mảnh vạn năng ở đó. Một tháng cứ tính là à đây, cái số gạch ở đấy mình sẽ truy về tháng đi. Còn mảnh vạn năng thứ bảy, thứ bảy thì đối với các bạn top đấu trường thì các bạn biết rồi, qua phần thưởng à top võ đài, top võ đài sẽ được một mảnh vạn năng. Top võ đài sẽ được thêm một mảnh vạn năng, thì mảnh vạn năng này đối với nông dân thì chắc là không có đâu, thì mình sẽ không giới thiệu nữa. Chỗ kiếm mảnh vạn năng thứ bảy à, thứ tám nhé, mảnh vạn năng là mảnh vạn năng ẩn, cách một ngày các bạn mới có thể kiếm một lần, đó từ cái chế độ Cross Arena này. Chế độ đấu trường lên server này thì có một cái mẹo nhỏ để các bạn ăn cái quà mốc full này, có một mảnh vạn năng ở đây mà không tốn kim cương. Tuy nhiên nó cũng có rủi ro, cái tip này thì không biết có nhiều người biết không, nhưng bây giờ Finger Fan vẫn chưa sửa và cách đây vài ngày mình cũng thử vẫn được một ác. Thì là bạn để lại 5 lượt này, bạn quét, bạn quét 5 lượt này vào cái thời điểm trước lúc reset. Cái này là yêu cầu với đăng nhập, nếu các bạn muốn chơi cái tip này các bạn phải đúng giờ bạn lock. Mình không nhớ chính xác nhưng mà quét tầm cái giây mà trước khoảng 3 giây trước khi nó reset ấy. Các bạn quét rồi các bạn nhanh chóng bấm nhận quà này. Thì cái quà này thì khi mà reset ấy thì bao giờ cái điểm lượt này nó sẽ được hồi trước cái việc reset cái mốc quà này. Bạn nhanh tay bạn bấm, nó sẽ hiện lên thằng Terry nhảy một lần đấy, thì là reset cái lượt này rồi mới reset quà vào khoảng giây thứ 10, 15, 10, 15 ấy. Cái giây thời gian đấy là thời gian reset nhiệm vụ vào cái mini game, ép mini game vào thì nó mới bị reset cái mốc quà này. Nhưng các bạn dùng trick này thì một tháng bạn cũng có thêm để 10 mảnh vạn năng, cứ cách 2 ngày nhá, cách một ngày nhầm, từ 10 đến 20 mảnh vạn năng, 10 mảnh vạn năng chứ nhầm.
thì tháng bình thường nó chạy 21 ngày mà, thì bạn sẽ có thêm 10 mảnh vận năng. Đây là một mẹo nhỏ, có thể tính là mảnh vận năng tháng hoặc mảnh vận năng ngày, tùy các bạn. Đó, như vậy trung bình một ngày một ác bạn có 7 mảnh vận năng, một tháng bạn 240 mảnh vận năng, 210 mảnh vận năng. Rất là đơn giản. 3 tháng, nếu các bạn chơi nông dân thì khoảng 3 tháng bạn sẽ đủ mảnh vận năng S-Max một võ sĩ, chưa kể Diên Gầm. Ngoài ra cái việc kiếm mảnh vận năng còn thông qua kiếm dương, mà hoạt động chính kiếm dương thì có rất nhiều. Một là làm quét hàng ngày, hai là chơi những cái event tiêu kim cương này, dù quay từ quay hồn vũ khí này, quay hồn lực năm này, đều có một dương mảnh vận năng, hay là quay dương boss, mỗi lần quay bạn đều có một dương mảnh vận năng. Đối với các bạn nạp thì nó có thêm nguồn từ các từ battle pass thì cũng tương đối là nhiều, battle pass thì cũng rất là nhiều mảnh vận năng nhé. Mình sẽ tính cả mảnh vận năng tháng và cả dương mảnh vận năng nữa. Đây thì dương rất là nhiều, mình không tính nữa, mình không nhìn nữa, các bạn có thể tự kiểm tra lại kỹ. Đại loại được 570 dương nạp vào thì cũng được thêm mình 100 dương, chơi 100 dương đấy các bạn ạ, 144 ngày xưa mình tính 144 chứ. Giờ không biết fix lại chưa, mình không quan trọng nữa. Nguồn thứ hai kiếm dương mảnh vận năng. Tại sao mình có bảo là những cái lúc mà không lag thì các bạn cố đánh chế độ này. Tháng trước ấy, thì mình đã định ra video về cái chế độ trận chiến cuối cùng này rồi. Cách đánh thì các bạn nên hỏi server là hai khi ở dưới level 6 nên lấy hai võ sĩ nào để đánh lên level 6 và thuê võ sĩ. Thì hình như tháng này là các bạn lấy Kyo và Chrysalis, Chrysalis đứng sau và Kyo đứng trước thì phải. Mình thấy team này là team mạnh nhất hiện tại. Không biết đúng các bạn khác thì bằng team nào, nhưng mà hình như team này là team mạnh nhất hiện tại. Thì ở cái phần quà này các bạn cố cho mình cái mốc level này. Một tháng các bạn cố đánh lên level 11 nhé. Còn cách đánh lên level 11 thì mình có một cái tip nhỏ cho các bạn này. Ở những cái level đầu, khi các bạn gặp xem bạn server mới, server cũ ấy, các bạn không có võ sĩ, cũng chưa thuê được võ sĩ từ cái tính năng Mysterious Exchange này, thì các bạn nên quit cho mình cái trận đấy, không phải níu kéo nhau làm gì cả. 2 tuần đầu các bạn quit thoải mái, bạn quit thoải mái nó vẫn chỉ ở cái mức level 5 này, nhưng mà bạn vẫn thuê được võ sĩ nha, bạn vẫn phải có điểm thêm võ sĩ. Thì điều kiện tối thiểu để lên level 11 ấy là bạn phải có 4 võ sĩ, 4 võ sĩ tương đối mới. Thì các bạn đánh mẹo thì các bạn có thể lừa đối thủ mỗi lần ra 2 võ sĩ chính nhé. Các bạn nên nghiên cứu những cái cặp võ sĩ mà đi hợp với nhau và khắc chế các võ sĩ khác để lừa đối thủ. Nhưng đấy là việc của tuần thứ ba thứ tư. Như tháng trước mình muốn ra video thì nó lag 2 tuần 3 tuần đấy thì mình không đánh được, mình cũng không biết hướng dẫn các bạn lên kiểu gì. Thực tế thì sau tuần 1 thì những cái act top ấy, thường là lên trước. Những cái act top 1x2x thì sẽ lên tuần 2 thứ và tuần thứ 3. Còn các bạn là cái act mà mới server mới, mình sẽ chỉ cho các bạn là bạn nên đánh ở tuần cuối cùng, ở tuần thứ 4 và tuần thứ 5 nếu có tháng có 8 tuần. Thì bạn khi mà các bạn đã thua 2 3 tuần thì cái lượng điểm bạn đổi và võ sĩ bạn đổi cũng tương đối nhiều rồi. Và đến tuần cuối các bạn cảm tưởng là toàn hack clone với nhau thôi. Bạn chả phải đánh đâu, vào cái người ta cũng quýt mà. Hoặc đánh thì cũng rất là dễ, bạn chỉ cần thắng một trận là người ta quýt thôi. Khi đó cái tỷ lệ thắng này, tỷ lệ sắp xếp ở trong này nó cũng sẽ theo theo tỷ lệ thắng thua của bạn. Lúc đấy bạn tỷ lệ thua gọi là trận thua nó quá nhiều rồi, các bạn gặp đối thủ rất là dễ đánh, bạn sẽ lên một thẳng một lèo level 11 không có nghĩ gì cả. Các bạn nào may mắn thì còn lên được level 12. Đây là cách dành cho những cái bạn mà không nạp mà chơi. Đây mốc quà level 12 sẽ có thêm được khoảng 50 đến 60 dương, thì mình tính luôn 50 60 dương mảnh vận năng nữa. Quy đổi là cái tỷ lệ của mình lúc nãy là 60% thì sẽ được khoảng 20 30 30 mảnh vận năng. Thì một tháng đấy bạn đã thêm được 30 mảnh vận năng cùng 10 mảnh vận năng mini game là 40 mảnh vận năng. Cộng với 210 bắt đầu là đến bây giờ là 250. Các bạn nào chăm chỉ đánh thêm được cái này mình cho 10 trận. 10 trận cái chế độ này. 10 trận cái chế độ này thì sẽ có thêm 5 mảnh vận năng nữa là 255. Một mẹo nữa để kiếm mảnh vận năng đó là ở cái chế độ Pick Master đua này. Khi các bạn ở cái PK bạn không cần phải đánh gì cả, nhưng bạn phải online đúng giờ. Online đúng giờ và bạn chỉ cần đăng nhập, không cần đánh. Đăng nhập vào ngày đúng ngày đấy thì các bạn sẽ được 2 mảnh vận năng, bạn tham gia cái giải này. Như 8 giờ sau khi kết thúc cái võ đài lên server, 8 giờ ngày 21 đến 23 hàng tháng ấy, là sẽ có, bạn chỉ cần đăng nhập vào là các bạn có ngay 2 mảnh vận năng, bạn không cần đánh thắng, bạn quyết luôn được. Rồi, thế là đối với một cái ác bình quân mình tính như lúc nãy, ác nghèo nhất ý,
các bạn vẫn có thể kiếm được từ 240 đến 260 mảnh vụn năng một tháng nếu các bạn chăm chỉ vừa đủ. Về thời lượng đánh thì cái này các bạn vào quýt 3 trận. Vào quýt 3 trận mất đâu 5 phút mỗi ngày. Thôi tính hẳn là 10 phút đi. Ở nông trại. Nông trại thì phải lóc 4 lần để chế. Cái này này, để chế này này, mất 4 lần này. 4 lần để chế thì sẽ mất thêm 10 đến 15 phút nữa. Kẻ chế cả cả chồng nhá. 10 đến 15 phút nữa. Rồi cái đổi này thì đơn giản thứ 6 thứ 7. Các bạn chịu khó đánh hết 3 lượt để cướp được của người khác hoặc là nhận quà hàng ngày thì chắc mình nghĩ vẫn đủ mở mạnh bản năng thôi. Vì mình đổi cả phím các thứ nữa nên hơi tốn hơi nhiều điểm. Rồi cũng chỉ mất 5 phút, 2 phút vào một ngày vào đổi thôi. Cái chế độ này các bạn phải online đúng giờ vào ngày đấy, quên là mất đấy. Còn bạn nào đánh trăm thì thêm được một mảnh vạch nữa. Nó cũng chưa đến 1 tiếng đâu. Cộng nãy giờ chưa đến 1 tiếng đâu. Cái này thì đánh mất thời gian nhất. 10 trận này nếu mà các bạn đánh nhanh thì cũng phải mất 2 tiếng. 2 tiếng cho 5 mảnh vạn năng. Kèm một số cái dương kia miệng mở bạn vẫn ra 1 đến 2, 1 đến 2 mảnh vạn năng nữa. Rồi mini game các bạn đánh 5 phút mỗi ngày. Cho mình cái vất vả nhất. Vất vả nhất. Không có mảnh vạn năng thì mấy cái mini có phải bạn đang bạn cố gắng dành cho mình thêm 5 phút nữa để kiếm mảnh vạn năng này. Rồi còn thêm một cái sự kiện nữa hàng tháng đây, sự kiện này nó cũng cho mảnh vạn năng các bạn. Mấy cái club mới thì khả năng là cũng full được hết thôi. Đây mốc này sẽ có thêm mảnh vạn năng này, thêm 15 mảnh vạn năng ở đấy. Mình không tính lúc nãy mình quên không tính như này nhé, tha hồ nhé. 10 dương và 10 dương là 60% là 16 mảnh vạn năng trong này. Nó gần 300 mảnh rồi đấy, đến vạn trăm. Rồi, cái chế độ này cũng là chế độ trích. Vì đây là trích nhá, có thể gọi là một búp game. Các bạn hạn không sử dụng được thì cũng không sao cả, các bạn nên hạn chế. Nhưng mà nếu các bạn chịu khó thì bạn kiếm được thêm 10 mảnh vạn năng bình thường mỗi tháng. Cực kỳ là đơn giản. Còn cái gì nữa nhỉ? Các cái hoạt động mà tiêu kim cương cũng sẽ có mốc tiêu đều trả những cái dương mảnh vạn năng để các bạn mở. Các bạn mở nhiều dương hơn thì cũng đồng nghĩa với các bạn được nhiều mảnh vạn năng hơn nhé. Hàng tháng đấy các bạn quay các thứ cũng được nhiều mảnh vạn năng hơn nhé. Các bạn không phải gợi đi đâu. À cái này lại không có rồi, nhưng mà các sự kiện khác thì nó có. Nó rất là đơn giản. Login này thỉnh thoảng có này. Tóm lại là một app bình thường mình chơi nông dân nhất thì cũng được 240 đến 250 mảnh vạn năng. Rất là thoải mái xông xênh. Khi mà các bạn chơi năm đầu đối với nông dân ý, thì mình bảo là không lấy bot chả nên nâng gì. Vì sao? Vì các bạn chưa đủ mảnh vạn năng. Khi áp của bạn khoảng 1.200 mảnh vạn năng ấy, bạn cứ tính thực lực của mình khoảng 1.200 mảnh vạn năng, bạn lấy bot gì bạn cũng chơi được, bạn không phải nghĩ riêng ngầm riêng nghiếc gì cả. Trừ những võ sĩ khó lấy nhá, thì các bạn nên lựa chọn tránh ra. Đối với các bạn mới chơi thì nên tránh võ sĩ riêng ngầm khoai ra. Rồi nói riêng ngầm khoai thì tiếp tục cái phần sau video này thì mình sẽ nói thêm về con võ sĩ này Isla. Isla và duyên ngầm của nó có một ác mình cũng đã có rồi cơ. Có đủ 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 26 viên này để đổi Isla thẳng cơ. Mình cũng đang cân vân có nên lấy không. Trước kia mình chơi Benimaru mà. Thế nên là khi quay Benimaru xong mình thừa nữa đổi hai võ sĩ khác. Cái vòng quay may mắn này thì mỗi võ sĩ 280 lần lưu tính là khoảng 24k kim cương đấy các bạn. 24k kim cương. Trong cái sự kiện mà gốc của nó ấy, thì nó sẽ trả cái viên đá này thẳng, viên đá này hình như 6 viên cho mốc tiêu kim cương 30k. Tuy nhiên là cái này là lần đầu tiên nó được ít là được búp thì nó sẽ trả vào cái sự kiện tiêu hồn lực 5. Dẫn đến là tiêu 24k thì nó cũng hơi chơi với, nhưng mà đối với các bạn xem mới, bạn xem mới bạn chưa chơi đua lon thì các bạn có thể lấy con này hồn vũ khí. Cơ chế của nó là bị dính sát thương tuyệt kỹ thì nó sẽ sơn màu. Tuy nhiên vì nó ảnh hưởng vào cái tỷ lệ khống chế của nó ấy, nên các bạn xem vừa mới thì nhiều lúc sẽ không sơn được ngay 3 màu đâu. Bạn chỉ sơn được màu cái võ sĩ mà đeo bão tố hoặc là võ sĩ tuyệt kỹ nhiều lần thì khả năng cao là Kyo. Cơ chế sơn của nó, tại sao mình lại bảo con này S-Max mới mạnh? Vì bản chất cái con này nó S-Max. Nó thêm được ba cái nội dung quan trọng nhất. Thứ nhất ý, là bình thường nó chỉ xịt được một màu
Khi thực cái vũ khí thì chỉ được một màu là mục tiêu chính thôi. Tuy nhiên mà khi lên S Max thì giống với cả đua lon thì cái hiệu ứng debuff của nó sẽ gây sát thương toàn diện lên những mục tiêu xung quanh hơn. Nó tiêu hao toàn bộ cái loạt màu còn lại của nó. Thường là chỉ một màu thôi để xịt lên tất cả các mục tiêu còn lại. Có nghĩa đánh lan đó, tất cả các mục tiêu còn lại một loạt màu nữa. Có nghĩa là cái tốc độ xịt màu nó nhân lên gấp 4. Nếu các bạn chỉ nó là con võ sĩ búp không thì các bạn có thể lấy vũ khí và lên nhị môn tứ môn bình thường. Tuy nhiên S Max thì nó lại thêm được cái về, thứ nhất là về sát thương để xịt màu. Nếu bạn nó có đồ ram to thì tuy nhiên là ram to thì các bạn hoàn toàn có thể lấy. Thứ hai ấy, cái điểm đặc biệt của S Max thứ hai ấy, là nó búp cho hàng dọc hàng ba người võ sĩ đấy 25% tỷ lệ miễn khống, tương đối là cao ở thời điểm hiện tại. Cũng như là sẽ giảm công võ sĩ cao nhất bị đánh trúng 30% công trong một lượt không thể hóa giải. Nó thêm một lần giảm công, một lần miễn khống. Đặc biệt nó có tự búp thêm kháng sát thương, chuyển hóa. Búp thêm kháng thương, chuyển hóa. Để thêm khoảng 10% kháng sát thương, cái này không quan trọng nhưng mà hai cái trước ấy, nó cực kỳ nhiều. Đối với mình, tại sao lại bảo là võ sĩ S Max, vì S Max là mình có sát thương, không mình không có sát thương mà cái lượng xịt màu của nó chậm lắm. Các bạn bị đánh thì mới xịt được thôi. Mình cũng chưa rõ là cái cơ chế mà khi nó bị khống chế nó có phản được xịt màu không. Mà đen nó có khi còn không phản được thì coi như là mất cái tác dụng debuff thứ hai. Nói thêm với bạn nữa, các bạn nữa là một phần là boss này con boss mình định chơi. Đặc biệt định chơi ác này luôn. Chữ ác này thì ban đầu mình tính là ra muộn muộn tí hoặc là ra hộp thì mình thay con Elizabeth này và đẩy Elizabeth lên viện trợ. Tuy nhiên ra kiểu lỡ dở này. Thêm nữa là mình cũng không để ý bôi con Kyo này nên mình không ép mắc được cả Kyo, cũng không chơi được ít la. Đáng nhẽ nếu dồn tài nguyên chỉ chơi ít la không thì nó dễ. Lại nói thêm cho các bạn về con boss này thì con boss rất ngon. Nhưng mà duyên của nó thì cực kỳ khoai. Bây giờ cái đà này single fan nó còn ém đá đến tận sinh nhật hoặc sau sinh nhật. Mình đã đoán ngay từ đầu tháng rồi. Dùng Haki quan sát của mình để đoán về cái việc nó ra đá bỏ môn khi nào. Thì nó ra đá bỏ môn và mốc tiêu của vòng hồn vũ khí Athena và Rắn Điên là quả này là chắc chắn rồi. Tương lai thì đấy, vì như thế mình cũng đợi luôn hồn vũ khí thứ hai vì chưa có Ixtory ở những cái arc server Kamix này. Nó cứ giữa thiếu nguyên ngầm, không có đá. Arc này mình đã dùng hai đá nâng cấp Elizabeth rồi. Thế có đau không? Nên đây là một điều hối hận của mình. Đáng nhẽ là mình có Elizabeth chơi, Elizabeth phối hợp team đi mỏ. À, còn ít là phối hợp team đi mỏ rất là tốt. Em mắc nó có búp nộ nữa cơ. Ừ, đấy, búp nộ và giải mục tiêu là từ, từ 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 thức tỉnh vũ khí rồi, không cần ép mắc. Nếu bạn nào dùng cái này để gì? Là để thủ thì có thể lấy luôn từ bây giờ. Một boss mà chỉ có 25k được cả hồn vũ khí cả boss ấy, là rẻ nhất còn hơn cả hộp. Nhưng mà ép mắc thì mình lại thích ép mắc cơ, không có duyên. Duyên lại cả vơ Sunei, hai con đấy thì chua loét. Lúc này còn chưa có cả hai, bắt buộc phải dùng đá bỏ môn. Bây giờ quá nhiều võ sĩ dùng đá bỏ môn như thế, nên thấy lãng phí cho đội hình. Mình vẫn lại quyết định rất là đau lòng mình bỏ. Nếu mà lấy thì mình hoàn toàn là thay semi lôi, đồ của semi lôi hoặc là vị trí của Elizabeth kia ngon hơn rất nhiều, ác sẽ chuẩn chỉ hơn. Nhưng mà thực tế là lấy sẽ thọt tính năng, đặc biệt mình không lên được thiền đằng này nữa. Bộ mới hết sắp ra, bộ răn mới sắp ra xong hết rồi, bộ hồn năm mới có khi cũng sắp ra rồi. Ở về thời điểm dài hạn thì đối với cả cái ác, cả cái con Isla này nếu bạn ép bắt ấy thì thực ra là bọn sĩ nạp. Lần trước mình chơi kinh nghiệm từ Benimaru rồi. Muốn chờ nó vọng cái hộp vũ khí thứ hai này. Ui giời lâu lắm các bạn ạ. Cái hộp tương tự này. Đến tháng tư tháng 6 mới ra hồn vũ khí thứ hai của nó. Các bạn chờ được không? Khi đó thì cũng ra ngay đến cả team Ikari rồi. Còn việc nạp khả năng là update sau là nó bán luôn rồi. Nên đây là một con bot dành cho hệ người chơi hệ nạp chứ không phải người chơi hệ quay. Quay thì các bạn hoàn toàn nên lấy con này hồn vũ khí để giải hiệu ứng.
và lấy sàn khi các bạn chơi 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 Lulon, lấy sàn phụ nhé. Boss này khá là rẻ, ở trong một con KV ở server mới hoàn toàn có thể chơi thức tỉnh nguồn vũ khí và lên môn nhị môn thôi, từ môn chắc không được rồi, không có có đã bỏ qua môn. Không có từ môn thì các bạn sẽ mất cái việc hút nộ cũng như là mới độc chiêu khá là fail đấy, nhưng mà tuy nhiên bạn vẫn có búp nộ và giải hiệu ứng từ từ thức tỉnh vũ khí nhé, vẫn dùng được nhé. Server mới nữa bạn chưa lấy boss, đối với các bạn hoàn toàn chưa lấy boss nhé, mà có dư từ khoảng 60k kim cương, hiện tại khoảng 60k kim cương thì mình khuyên các bạn có thể lấy ít la về để KV cho hai con đả và con vệ tương lai, giống như cái cách mình build đội hình cho các bạn, hướng dẫn các bạn mới chơi đấy. Còn để Ad Max nói thì thôi bỏ quên đi, quên luôn đi, em ý nó không Ad Max được đâu, Ad Max con này là Ad Max tiền tiền cả đấy. Còn nông dân thì chỉ nên lấy môn một hồn vũ khí để nó búp nộ giảm công thôi, khá là hiệu quả vì boss này boss hệ kỹ mà có giảm công ngon như mai ấy. Rồi video hôm nay tạm thời kết thúc ở đây thôi, chúc các bạn có tuần vui vui vẻ. Thời gian này mình cũng bận một số việc nên mình cũng không online đều và lên video đều cho các bạn. Xin chào các bạn và hẹn các bạn buổi sau. Các bạn có thể xem kỹ skin thì các bạn có thể check lại video ở dưới phần mô tả, hoặc là mình sẽ để link chế độ tự động phát tiếp theo của võ sĩ này. Nhắc các bạn là cơ bản cầm bần mới nó sẽ ra thêm một boss nữa vòng quay, khả năng là Vanessa cho các bạn nào chơi thiếu đả trước sinh nhật. Kula thì sẽ sau sinh nhật sẽ Rugal. Đấy, Haki quan sát của mình nhìn từ trước đến giờ cả video thì mình sẽ nhắc lại video này như vậy. Rồi, xin chào tất cả các bạn. Gói nạp thôi nhá. Nhìn qua này, hí giời, gói nạp. Rồi, chào các bạn.